đi đào khoáng sản, đi đào khoáng sản thôi. Chuẩn bị đầy đủ đồ chứ, bây giờ chúng ta sẽ lên đường đi đào khoáng sản gì chúng ta đã hết kim cương rồi. KPI ngày hôm nay phải đạt được 100 cục kim cương thì mới được về nhà. Ok, được rồi. 100 cục luôn hả? 100 cục luôn á chứ. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta lên đường rồi nè Jimmy ơi. Let's go. Đi. Ok, nhanh lên nè Jimmy ơi, nhanh lên. Tụi bay ơi, phải trả hù cho Nghi Ha. Đúng rồi, phải trả hù cho Nghi Ha. Đi đi đi. Ê, Lan là đi vô làng chơi thôi. Ủa cái gì? Vậy? Ủa? Ủa cái người là vậy? Cái người làng của tôi vậy? Tôi là thành viên mới của làng Sinh Tố Team này. Anh là viên mới hả? Mày mày lại sao dám vô làng tao? À, tao thiệt chứ, nó bắt zombie đi luôn rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, cái làng của tôi bây giờ còn đúng cái nịt rồi các bạn ơi, không còn cái gì cả. Vậy là tụi nó muốn bắt zombie để chuộc lại thằng Hi Ha mà mình bắt hả? Mình sẽ trả thằng Hi Ha về cho tụi nó sao? Mình rất là cực khổ bắt thằng đó qua bên làng Hi Ha Âu rồi, chắc là phải trả thằng Hi Ha cho nó lại thôi các bạn ơi. Còn cứu zombie trở lại nữa, thôi đi lẹ thôi. Qua được rồi, kỳ này mình phải làm chuyện này thôi, mình phải cứu Jimmy nữa. Tức thiệt chứ, mình còn chưa hành hạ đã thằng Hi Ha Phake nữa. Hi Ha Catnap đang ngồi canh nữa. Ôi Hi Ha, ông qua đây làm chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mày im lặng đi, tối ngày mày la hoài mà không biết mệt hả mày? Bây giờ tao nhìn đến mày và tao muốn chặt cái đầu mày ra, muốn hành hạ mày ghê á. Nhưng mà hên cho mày ngày hôm nay mày tới công chuyện với tao ngày hôm nay đó. Có chuyện gì mà ông khóc quạo lên dữ vậy nha? Đi ra ngoài đi. Tôi không muốn cho cái thằng đầu âm binh đầu đinh này nghe đâu. Theo tôi. Sao? Có chuyện gì mà căng thẳng vậy? Hey, tình hình bây giờ chắc tôi phải trả cái thằng Hi Ha Phake này lại cho những người đồng đội của nó quá. Tôi không thể nào giữ nó được ở đây nữa. Ủa? Là sao? Chúng ta còn chưa xây cái nhà tù ở trong nó đó mà. Tôi biết là như thế, nhưng mà tình hình bây giờ như thế này nè. Tụi đồng bọn của nó đã đến làng của tôi phá hết tất cả mọi thứ. Chưa kể đâu, tụi nó còn bắt Jimmy của tôi đi nữa. Hả? Có chuyện như vậy hư sao? Không ngờ là bọn nó cũng có đồng bọn luôn đó. Tụi nó là một đám chuyên giả mạo cái sinh tố tim của bọn tôi. Sau đó tụi nó đánh phá những cái làng của tôi để nó muốn chiếm cái làng của tôi. Nó nghĩ đó là hàng thật, còn tụi tôi là hàng giả vậy đó. Này, vậy bây giờ chúng ta phải cần một kế hoạch gì đó thôi nè. Ý ông là sao? Chúng ta cần một kế hoạch để lừa tụi nó, bắt cả bọn luôn. Đúng, chúng ta bắt được cả bọn luôn thì tuyệt vời nha. Bây giờ tôi sẽ giúp ông một tay, chúng ta sẽ đối phó với tên đó. Tôi thấy có vẻ ok đó, hi ha Catnap à. Đi về nhà tôi đi, chúng ta bàn kế hoạch nó dễ hơn. Ok. Ha ha ha, thằng Hi Ha Phake. Bây giờ thằng nó vô, thằng túi địch đậu xanh đó, nó còn địch với bản mặt mình, nó cay thiệt chứ cái thằng Phake này. Ôi ơi, tao mà bắt xong tụi kia đi, xong rồi đó tao sẽ cho thằng on tới. Trời ơi, bực bội nó quá. Chạy nó đi ra ơi, vào đây, chúng ta bàn kế hoạch. Được rồi, kế hoạch là như nào cho hợp lý đây Hi Ha Catnap? Chúng ta sẽ lợi dụng thằng Hi Ha Phake, tụi nó đang cần chính là thằng đó đúng không? Thì chúng ta sẽ lợi dụng vô đó, vừa cứu Jimmy mà tôi sẽ tóm cả bọn luôn. Ông cứ giao dịch tụi nó như ban đầu đi, sau đó một mình tôi sẽ cân 4 đứa nó luôn. Ồ, một mình ông sẽ cân những thằng đó luôn sao? Tụi nó đông lắm, tụi nó hình như 5-6 thằng luôn đó. 10 thằng cũng được nữa, chỉ cần tụi nó hít phải cái khói độc của tôi thôi thì 100 thằng thì cũng như một. Nghe có vẻ thú vị à nha. Vậy là lần này tôi phải cảm ơn ông rồi đó Hi Ha Catnap. Cần gì cảm ơn, anh em tụi mình chung một làng mà. Ok, được. Vậy bây giờ cứ theo như kế hoạch, tôi sẽ đi hẹn tụi kia, sau đó tôi sẽ đem thằng Hi Ha Phake này ra đúng không? Đúng như vậy, ông cứ làm như thế đi. Có Hi Ha Catnap ra tay rồi, kỳ này là sinh tố Phake bị tóm gọn thôi mọi người à. Thôi được rồi, bây giờ ông ở đây canh nó nha, tôi sẽ đi về bển để hẹn tụi nó ra trao đổi. Ok, ông cứ đi đây. À, được rồi, sinh tố Phake à, đã đến lúc tao cho chúng mày một bài học rồi. Đi tôi lò. Ê, tới được cái làng nổ banh chạnh của tụi nó rồi. Đâu rồi ta, không biết. À, thấy tên tụi nó rồi, tụi nó đang ở đằng kia các bạn ơi. Mình tới để mình điêu liền. Ngay trời ơi rồi, chuẩn bị, mình phải nhập tâm vô các bạn. Uầy, tao đến đây không để đánh nhau. Tao đến đây tao muốn xem thử Jimmy của tao như thế nào, để coi tao hợp lý để tao điêu với mày là trả lại Hi Ha, còn tao còn mày sẽ trả lại Jimmy hay không? Rồi Hi Ha đâu? Tao chưa thấy Hi Ha của tao nữa rồi, tao bên mày. Thì đương nhiên tao phải qua đây để nói chuyện với mày cái đã chứ. Rồi ok, mày nói đi. Bây giờ tao sẽ giao dịch với mày. Tao sẽ đưa thằng Hi Ha Phake cho mày, còn mày hãy giao lại Jimmy cho tao, ok? Ôi, thôi mày cứ yên tâm đi, nó vẫn bình yên. Bây giờ mày có muốn nhận nó không? Nếu tụi mày không muốn thì thôi tao đi về vậy. Mày muốn tụi mày thấy sao tụi mày? Hỏi nó về là phải lấy lại đại ca rồi. Nhưng mà tao không tin á. Cái mày muốn như nào mới tin? Đúng vậy, tụi mày đang giữ con tin của tao mà. Tao dám làm gì? Một đứa lại giữ giùm mày rồi còn lại theo tao. Không, tao không muốn như thế, tao muốn mặt đối mặt trao đổi với nhau đàng hoàng. Nhưng mà chưa, bây giờ tụi mày qua làng của tao đứng đợi chứ đi. Sau đó ủa, tao cũng phải dẫn thì tụi mày phải đem Jimmy theo để giao trao đổi với tao chứ. Không, địa điểm khác đi, ở làng mày lỡ mày chuẩn bị gì đó rồi sao không được. Đúng rồi, chỗ khác đi. Thì tao sẽ đến đây, địa bàn của tụi bay luôn, ok chưa? Ok. Trao đổi 1-1, ok. Trời ơi, mày đi đây, nhanh đây, tao không có chờ được đâu. Được. Tao không muốn trao đổi như vậy đâu, trời ơi, tại tôi mà bây giờ phải trả người ra ba kia đó cho tụi này sao? Chạy ở đây. Thằng đó cũng không giúp ích gì được đâu. Được rồi, tụi bay đợi đi, tao sẽ đem thằng đó tới đây cho tụi bay. Nhớ là uy tín, nếu tụi mày không uy tín thì tao có thể xử nó đó. Đi mày, thằng kia, nhanh lên. Mày bớt nói đi. Ê, trên kia có Hi Ha Catnap đang theo dõi tụi mình rồi các bạn ơi, nên là an tâm. Nhanh lên. Đi qua mày, để tao giúp mày đập mày qua bỏ nha. Tụi mày nhảy ra đi, 1, 2, 3 nhảy. Bây giờ tao dẫn mày về lại 500 anh em của mày đây. Mệt mày quá. À gì? Mày sợ tao đâu, mày phải thả tao về anh em với tao chứ gì. Mày cũng rồi. Nói nhiều đâu, sao mày không nghĩ tao tốt với mày đi? Mày luôn nghĩ xấu về tao vậy thằng Phake. Một cái thằng Phake tao thì không hề tốt đẹp cái gì hết á. Đúng rồi, một thằng Phake mày là đúng rồi. Mày là Phake đó. Rồi, đi theo tao nha, lên mày qua đây. Chui xuống cái lỗ này. Không, mày tính nhốt tao cái gì? Mày muốn tao giết mày luôn không? Lẹ lên, đứng đó đi mày. Tụi bay đâu ơi. đâu, đến lúc chưa? Tao đâu, của tao đâu? Đây, hi ha của mày đây. Bên này nè mới đưa, xử tụi nó đây. Xử con mắt mày, tao xử mày trước nè. Đứng im ở đó đây. Tụi mày không được tiến tới, đứng im ở đó. Tao phải kiểm tra chứ. Không có kiểm, không có kiểm, nó ở đây nè, nó vẫn gì mày nói đi. Mày nói với những đồng đội mày biết đi. Bây giờ mày đưa Jimmy về tao, rồi tao sẽ đi. Ê, bọn bay ở đây 4 người. Ừ, tụi mày 4 người, tao không phải sợ hả? Suy nghĩ lẹ đi, Jimmy pha ke. Đây Jimmy qua đây. Tháo Jimmy ra, tháo dây cho Jimmy ra. Tao tháo dây ra, tháo dây ra, tháo dây ra. Rồi đi thôi Jimmy. Tụi bay chạy đi đâu nữa? Tao đã nhịn quá rồi. Uy tín nha, uy tín mà. Câu giờ chạy Jimmy ơi. Mấy thằng nhóc tụi bay dễ dàng gì ăn hiếp được anh em tao hả? Coi CATNAP nè. Ơi, chạy qua ngay CATNAP Jimmy. Jimmy, chạy qua ngay CATNAP, chạy qua ngay CATNAP. Ôi. Ngủ hết đi, lũ khô. Kìa mà giấc ngủ của CATNAP đây. Chao Bả đù, Jimmy ơi, tụi nó bị xử xong rồi. Hay là bây giờ tụi mình tóm gọn một lũ đem về nhớ. Đương nhiên rồi, đương nhiên là vậy rồi Jimmy. Bây giờ chúng ta bắt tay vào mà lột hết đồ của nó ra và đem về làng Hia Âu, bắt nhau của nó thôi. Lột giá thôi chứ đừng lột đồ nữa nha, ghê lắm á. Được rồi, đi xuống đây, tùng đó đây. Một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa, đủ rồi Hia ơi. Được rồi Hia Monster ơi, buffet của mày ngày hôm nay là lũ này Hia pha ke đó. Hay bà tụi bay đây, bây giờ tụi bay được đoàn tụ với nhau rồi đó. Ôi giời ơi ơi rồi. Đã thì các bạn ơi, thôi video này của mình cũng đến đây thôi, hẹn gặp lại bạn nhân video tiếp theo nha. Tụi nó hay bà tụi nó rồi.